Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Alaska thì hãy truy cập ngay haisanhiubo.com hoặc gọi hotline 037 502 8888. Tôi Hữu Bộ, xin chào lớp chào anh em. Tôi Mạnh Tròn, chào anh em. Tôi Lớp Trà, xin chào lớp chào anh em. Tôi Lớp Tạ, xin chào lớp chào anh em. Tôi Cường Sơn, chào lớp chào anh em. Ok con ạ. Hiện tại thì anh em mình đang chuẩn bị vào nhà Tiến. Bởi vì Tiến nó gọi anh em mình bảo lên nó có một loại cực phẩm gì đấy để chiêu đãi anh em ngày hôm nay các bạn ạ. Lên cho ăn củ hành. Tiến ơi, tái ơi. Vừa dậy rồi. Chắc phải gọi lên đây ngồi chơi chứ có gì ăn. Đâu, cực phẩm của em là cái gì đây? Để cho anh em uống nước đỏ thôi. Cực phẩm á, rồi tàn thuộc phẩm sơn hào hải vị. Là cái gì? Máy giặt đấy. Mới mua máy giặt anh coi gì, mới mua máy giặt à? À, nó ở bên trong máy giặt chứ mà máy giặt. Đúng, mới mua thì hao anh em. Wow, cái gì? Hao à? Biết quá. Bàng ngư. Sao bảo ngư trong máy giặt thế này? Trong máy giặt nó ẩm ướt, nó mới sống đi. Ngoài nắng chết tòi. Thế bảo ngư này đâu ra đây? Trời, anh ấy lần trước mua tàn bé bé này nuôi được hơn năm rồi đấy. Phét. Thật, tàn cho ăn cơm. Mày nói phét đúng không? Phét mà nó lại ở trong này. Thế bảo ngư nào ở trong máy giặt thế này? Chắc chị có đầu tư sao nuôi cả bảo ngư trong máy giặt rồi. Mua tàn cơm, thịt gà, thịt que cho ăn. Ôi nhưng mà mát đây nè, tỏ đây. Trong tủ lạnh trông mát thì gì mát đây? Đây là máy giặt tủ lạnh đâu. Nhưng mà hỏi thật là số bào ngư lẻ đâu ra đây? Chắc ăn trộm đâu. Nhiều bào ngư vãi các bạn ạ. Chắc ăn trộm nào nhà sáu rồi. Lại còn to nữa. Nuôi bào ngư này được bao năm rồi? Hơn năm rồi anh. Nhưng mày thử nói cách nuôi của con bào ngư này nào. Đến bữa đọc cho ăn cơm mấy cái này giống bím trâu bím bò. Nhưng mà bào ngư mà ở trong máy giặt này là hơi bị hư cấu đấy tên ạ. Người đầu tiên Việt Nam nuôi bào ngư là... mày thử nói cho các bạn biết cái quy trình nuôi bào ngư trong máy giặt của mày mà. Ngày quay hai lần cho nó đủ nước ở, sau rồi đến bữa thì cho ra ăn cơm với thịt gà. Nhưng mà hình như bao nhiêu là hình như béo bổ này. Hình như anh thấy đúng ấy. Có mùi xà phòng mới thúc đẩy. Ừ anh cái hột thì bị bé cho này. Ở đây có bao nhiêu con Tiến? Hột lê. 16 con gì đây anh ạ? Có xà một tí nó ra cái nhất cái này anh mình sẽ làm món gì đây nhỉ? Có tầm khoảng 20 con, gần như hôm nọ quên không đóng cửa chuột là sơi mất 4 con. Có thể hỏng rồi. May mấy con này không sao, không thì nắm con ăn. Tỏ, nấu món gì? Con này nấu món gì đó? Thường như là thấy nướng bơ với hành thì phải. Kiểu nó ngon. Yeah. Thế bây giờ lại phải đi mua thui bơ này. Thui dơ, ra thui dơ. Khói. Thui dơ mà dơ mà thui bây giờ. Nhưng mà có quả cực phẩm này được ấy nhỉ? Bảo ngư này rất là to các bạn ạ. Nhưng có mùi to, to vãi trưởng luôn. Đúng sản phẩm. Người tốn công lắm ấy. Nhìn như có nhỏ quá khế vậy. Loại này kiểu như là tôi bây mang đi rửa đi. Còn anh em nào đi mua đồ thì mua để anh mình gọi là sẽ làm món bào ngư nướng bơ hành các bạn ạ. Mà đi đánh rửa. Ngâm lâu vào không cho nó hết mùi xà phòng đi nhá. Anh em mình đếm lại thì được tổng 17 con bào ngư các bạn ạ. Con nào nhìn béo mẫm nhỉ? Béo mẫm. Bọn này ăn xà phòng nó béo thế. Ăn chất bổ ấy. Ừ, nhưng mà bây giờ anh nhìn cái loại này anh sợ. Bào ngư này thì bây giờ anh mình sẽ phải làm sạch nó đi con ạ. Này con nào thích này thật. Vẫn sống vẫn bám nhau này. Sao thích thật. Ui giời. Nó sống mà nó co rồi. Anh bảo em chỉ cần vuốt để phát này đấy, nó co nó xong co. Lại lở ra đấy. Nó ra nước luôn. Nó sống rồi. Cho này cục tầm thế này. Con này có anh bảo em chỉ cần vuốt nhẹ phát đấy, nó co lại. Đấy con này em tâm xì này. Cứng. Bạn biết làm cái này chưa? Tôi chưa. Đấy, tách hết nó ra, bỏ ruột thôi. Sao mà em tách? Ui! Mày quá wow. Chắc là bạn vào cái ruột của nó rồi. Đừng xít để nhìn nó vãi nước. Kinh nhật. Điểm xì. Ui. Đó. Ủa. Bây giờ mình sẽ bỏ cái mảng phân này đi đây. Cứ được xanh này đấy. Anh Tiến cho ăn sạc phòng gì đây? Không, hôm qua hết tiền cho ăn rau không, nay cứ được xanh. Nhìn như cứt mèo vậy. Chết lên. Ủa, thau nước giờ đen xanh. Ở đây còn ông bạn quay cho tôi xem. Hết rồi. Đây như kiểu mỗi màng
bằng bịt cạnh ấy. Đây em cạo mấy cái này đi. Nhớ thật. Nhưng mà nó béo mẫm nè. Phải nói là mấy con nó béo ấy. Anh cắt ra xong giờ nó cứng đờ rồi anh ấy. Nó không mềm nữa, nó mất sự sống rồi. Cắt nó ra nó coi như là nó chết rồi. Thằng này lại lui được bảo ngư ở trong máy giặt. Thế mới tài. Nghe có vẻ gọi là hơi vô lý nhưng mà lại rất thuyết phục. Có lui được cuồng đế ở tủ lạnh. Anh em mình sẽ phải thái nhỏ con máu ngư đấy ra các bạn ạ. Thái thành từng miếng nhỏ để một lát nữa nướng cho nhanh chín. Có cái gì đó đấy nhỉ? Như kiểu cục của cái con ốc bươu vàng ấy. Chỗ phôi giống ấy ạ. Sụn lợn, sụn lợn. Đầu khắc luôn đấy. Đưa cái vỏ đây ạ. Đấy, rồi anh em mình sẽ để nó vào cái vỏ này. Là cạo này, là nguyên vị trí. Rồi. Anh em thấy gì sai, cái thớt là anh nhặt đâu rồi? Anh để cho kia thớt cho em hỏi anh. Thớt tàn thái đồ cho chó mà anh này mang ra đặt lên thái bào ngư này. Cái thớt thái đồ ăn nhà em đâu? Đồ ăn vứt trên đồng. Thằng nào tao lấy mấy cá. Cạo này sạch. Tinh luôn. Còn mấy con nữa? Nói chung là con bào ngư này anh mình lần đầu làm nên cũng chưa được chuẩn lắm, không biết là cái vỏ đen này của nó có ăn được hết không. Anh ơi, chỉ sợ là hết. Khi mà cạo hết cái vỏ đen đi thì có bạn sẽ góp ý bảo là cái vỏ đen là rất là bó. Rất nhiều clip đã như vậy rồi các bạn ạ. Đây là bơ anh em mình đã làm cho nó tan ra này, trộn với hành và sẽ tưới lên những con bào ngư này. Nhìn ngon này. Nhìn màu cũng là vàng. Thơm cực kỳ luôn các bạn ạ. Mùi bơ. Cái hành này nó lại dậy mùi luôn. Rồi, nhìn nó ngon. Gấp đôi thôi cũng được. Anh gói đi để mở bức tiếp. Gói làm sao để tí anh mình có thể nhận biết đâu là cái mặt trên. Tí anh mình đặt luôn lên than này. Tại anh mình sẽ bó như thế này rồi sẽ đặt nguyên như thế này lên than và nướng thôi. Kiểu nướng mới. Chưa từng xuất hiện ở trên kênh của mình. Kiểu này giữ được mùi đấy, giữ được độ nóng. Sẽ làm nhanh chín hơn nhỉ? Tôi nghĩ nhanh chín hơn đấy. Đặt trực tiếp lên than này. Mấy thanh niên kia nhóm cháy chưa? Nghỉ lớp đội này sợ nhóm lửa tiếng cả cháy. Ở nhà mẹ bảo cắm một nồi cơm còn không cắm được. Lại quên quên đồng gì sợ không cho nước ấy. Ra mở lời cưa anh em mình đã bọc hết tất cả 17 con bào ngư đây rồi các bạn ạ. Kia là một con bào ngư trứng mới xuất hiện, tức là mấy anh em chế thêm trứng vịt để cho vào các bạn ạ, nên là sẽ là thành 18 cái bọc giấy bạc. Cái này nhìn giống như kiểu oản đấy nhỉ. Cái gọi là cái gì pháo, cái ngày xưa anh em mình chế cái pháo than hoa ấy. Sang ra để anh em mình chuẩn bị cho vào nướng luôn. Khói nhỉ. Ok được rồi. Ui. Khói tạt. Xem. Đặt cho nó cân rồi cho nó đưa cháy cái bơ lên tận. Con anh quả đâu? Mỗi dánh cứ quá thôi. Hay phết nhỉ. Quay hết. Đi đâu vậy? Đi đâu? Đợi nó chín rồi, đi đâu?
mấy cái kia như tôi thấy nó ở bên ngoài quá hay sao ấy. Đây, than. Đúng không? Bởi vì sợ nó lâu chín hơn thì lên té vào bên trong này thì nó hay hơn, nhanh chín hơn. Đó. Anh em mình bây giờ sẽ đợi nó chín và thưởng thức thôi. Quay nhau đi, quay nhau đi. Sau khoảng độ 10 phút anh em mình nướng thì hiện tại những cái gói giấy bạc này của anh em mình nó bốc khói này rồi nó tỏa ra những cái vị kiểu mùi rất là thơm ấy. Anh em mình bây giờ sẽ phải bỏ ra để kiểm tra xem chín chưa thì chín mới rồi. Bỏ ra được. Chín rồi, chín rồi. Chín rồi. Chín rồi. Chín rồi. Em ơi, nó 90% chín rồi. Bốc khói các bạn ạ. Điều mà không chín em ăn luôn nè. Đây. Rồi. Đây, tính chưa? Ui. Chưa. Chưa chín hẳn. Ăn đi. Em ăn một miếng nha. Nào ăn thử đi cho nó. Lóng. Mời các bạn nè. Mẹ nó rồi. Anh xem. Nhưng mà thơm thật. Mùi thơm thật, ngon lắm. Thơm thật luôn đấy. Thử đi. Chín thì anh em mình bỏ ra để thưởng thức luôn. Bỏ ra để thưởng thức. Nóng quá. Nóng lắm. Nhìn cái màu đó kiểu cũng kiểu chín chín rồi bạn ạ. Mời các bạn nha. Tiến ra. Nóng tay. Mời các bạn nha. Chín chưa? Nào. Mày lắm. Chín chưa? Đúng à? Chín chưa? Ăn rồi. Sợ 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 anh ấy thơm lắm. Thơm mà. Đấy. Nhưng mà em đợi tí nữa vẫn ngon được anh ấy. Để cho 1-2 phút cho khô anh nhấc ra. Bây giờ sẽ đến màn trổ tài của bạn Lâm các bạn ạ, dùng tay không để nhấc những cục giấy bạc này ra. Bạn thấy đi bạn. Chắc không nóng lắm đâu nhỉ. Nó chuyên nhiệt lên thì. Ui, vẫn chèo xeo cả. Ui nhưng mà thơm thật. Thơm quái chứ. Đầu này, cái đầu này bốc mùi. Anh cầm lâu tí nữa, thôi nhanh. Lóc. Ow. Wow. Rồi anh em mình bắt đầu đi để thưởng thức thôi. Thưởng đi. Wow, thơm quá. Thế nên em cầm cái cuộn giấy bạc làm gì đây? Không này, bên trong là một số dụng cụ ăn uống. À. Bằng bạc châu báu. Giữa vàng kia bạc. Quả khu hộp trứng luôn. Quá. Thơm thật thơm. Mùi kết kết thơm. Ủa, đi tròn. Ủa, thơm thật. Nó vẫn nóng. Ủa. Mời các bạn đấy à. Không cháy được. Ê. Ủa, ngon lên nhỉ. Con này cháy anh. Ủa, ra đây bừ ngoài. Ủa, bốc hơi. Thơm nhỉ. Con này cháy. Thơm nào nhé. Mình mời các bạn nhé. Nhìn ngon nhỉ. Anh em mình sẽ rắc thêm gọi là muối, hạt tiêu và ớt vào. Đây, anh em cho thêm. Wow. Ăn loại nghe vẻ bổ béo ấy. Cháy dần dần ngoài cháy. Anh thấy nó khô khô rồi. Nhìn ngon thật đấy. Mình nhờ mời các bạn đấy. Đúng kiểu đồ nướng. Wow. Ăn nó thơm. Có vị bơ ấy. Ở cái vỏ này nó béo cực. Mời các bạn nha. Vỏ nó hơi đen đen một chút nhưng mà vẫn chưa để cháy kịp được. Đậm đậm này. Cho vị muối. Cho muối đậm. Cho vị thơm. Cho ớt ở cái cay à. Ăn đúng miếng ngoài cháy. Có bơ nhìn ngọt ăn thơm thật. Ăn thơm béo ngậy. Cho ớt thử nữa. Ăn tí ớt cho nó cay cay tí tí. Này là chuẩn bài. Cái bài hành qua hành thơm mà. Ở dưới kiểu nó sát vỏ ấy. Nực ăn rồi. Thơm à. Chỗ nào mà hơi cháy ăn nó dai. Nhìn ngon nhỉ. Tiêu muối và thơm này. Nhìn ngon vãi luôn các bạn ạ. Vàng vàng. Con mạnh nhìn vàng ngon lắm. Ui. Cây quá. Chắc ăn với ngon chả đá. Công nhận là bào ngư tiến nuôi đúng là chất lượng thật. Đúng à, không bỏ công nuôi hơn năm ấy. Ăn giờ ăn chả đấy. Ngon không? Sung sướng. Ê, hôm nào lại gây giống tiếp em ạ. Ăn quả như kế giống cây rồi. Giờ phải nuôi con khác ấy. Bào ngư ăn rồi. Em gây giống tiếp đi, cứ nuôi cho lấy. Cái chỗ cháy cháy em ăn nó ngon à. Dài dài ngọt.
ra mình chơi nuôi ốc sên à ốc sên. Ai à, cái dĩa đâu? Ủa, cái con này vừa lẽ bóc ra thử. Dĩa đâu? Dĩa đâu? Cứ lấy đây đây dĩa đây. Chưa, vừa ăn lấy lo thôi. Bây giờ mình thưởng thức này. Giờ mới đến mạng thưởng thức kìa. Đúng không? Ăn lo xong người ta mới biết là thưởng thức như thế nào không? Đây hộp trứng đen thử nguyên trứng. Trứng trộn bơ hành. Ủa. Quả cũng thơm lắm. Wow. Nhỏ thơm quá. Con này nguyên si luôn, thơm, ngon. Đẹp nhá. Phải nói là quá thơm luôn. Đẹp nhỉ. Ok cho em. Trứng ăn cũng thế nào. Nhưng mà rất thơm. Đấy. Thế nào là ăn được hay không? Đâu đem chú trứng. Ăn được. Ăn được anh. Rồi đúng thật là món bào ngư sạt phòng này ăn được. Bào ngư trộn máy giặt. Không. Khoảng độ nửa năm em mới cho tắm giặt sạt phòng lần. Không tắm nhiều nó mùi. Đã đến lượt thưởng thức kìa. Cho ít hạt tiêu vào ăn nó thơm nè. Ăn trứng chả ra cái vị gì. Lại càng thơm hơn. Đang ăn bào ngư ăn trứng chả ra cái vị gì. Đây là trứng anh em nướng tự chế các bạn ạ. Nhưng cho cả bơ anh. Cho bơ với anh. Cái này nó vẫn còn một chút nhằn bơ còn lại sót lại. Đổ lại nhìn bóng bẩy thật. Ăn nó chả buồn lạ. Anh Lâm xếp thứ tự đẹp ghê nhỉ. Anh Thái sao anh đặt nguyên như thế mà. Thơm phức. Mồi. Wow. Còn nước này, còn nước này. Hút luôn, hút. Bơ. Béo ngậy luôn. Nhưng mà chắc chỗ này không đủ anh em rồi. Chắc là phải nhiều gấp nhiều lần nữa. Ăn nó ngon quá. Thế thì phải bảo Tiến phối giống nhiều vào. Mua thêm chục cái máy giặt nữa. Lui. Chứng tỏ mấy con này sướng mà đứng lui trong máy giặt này. Mua máy giặt chỉ để lui bóng ngự. Khi mà mình ở ngoài ấy, thì nhìn anh em thưởng thức rồi ngửi cái mùi mà nước hết cả mũi các bạn ạ. Cứ chảy nước miếng gọi là liên tục luôn. Chảy không trượt phát nào. Trời, thơm ngon, bổ dưỡng. Dài thơm ngon. Bảo ngư. Để đúng là để thêm tí nữa mẹ thơm thơm cháy cháy. Ngon thật. Ăn anh nhưng mà ăn anh nhưng mà thơm đấy. Trời ơi, các bạn nhìn béo ngậy luôn. Ngon nhỉ. Uy rồi. Nhìn như kiểu ốc sên này. Đây ăn về phải biết. Ốc sên bạn. Bạn mua cái này bao tiền cân mà bạn ví với ốc sên đi. Ốc sên anh thích bắt dao. Mình mời tất cả mọi người nhá. Wow. Ừ. Đấy. Ăn cháy cháy cũng giòn. Ăn nó kiểu mềm theo một cách gì đấy. Nó không như kiểu anh mình ăn cái con gì nhỉ? Ốc hay bắt đâu. Nó mềm kiểu vị khác. Mềm cái vị mềm rất là khó tả các bạn ạ. Rất nhiều người lượng. Vừa. Hú bít. Béo ngậy luôn. Béo, nó thơm. Béo quá. Quên, không bia bạn đây. Phí quá. Trứng với bào ngư cái nào ngon hơn em? Cái này ngon hơn. Wow. Chúc cười trứng nhà mình hảo. Đúng là ăn bào ngư to kiểu ngon nhỉ. Ăn được con thứ năm bây giờ mà cảm nhận được vị anh ạ. Ngon quá. Ăn béo ngậy luôn. Con nào mà nó vẫn giữ được cái bơ ở trong đây bạn. Ăn nó béo béo hẳn luôn đấy. Ui, ăn mà đúng rồi, ăn này ngon nhỉ. Nó kiểu vị nó mềm mềm. Nó dai chẳng ra dai mềm nữa. Rất là kiểu đệm cao su kim đan đấy. Bao nhiêu chất bổ béo và còn bào ngư là hết các bạn ạ. Mà lưỡi anh mình nướng cái loại này cũng nhanh mà ăn vẫn kiểu bọc trong giấy bạc ấy. Khi bóc ra nó vẫn ấm. Anh nhưng mình nướng cái con bào ngư kiểu này thì mất khoảng 10 phút rồi các bạn ạ. 10 phút là đã chín rồi. Còn giờ mình để sát tan thì làm miếng cho thơm tho em. Anh nhìn béo này. Dài rồi. Nhiều muối mạnh nhé. Thái này ra mà trắng trắng ấy. Nó nhìn nó béo hơn cả con ốc rồi các bạn. Ngon hơn cả ốc rồi anh ạ. Vớ bộ hả? Ngon thưa đó rồi. Nói toàn câu gọi là nó hơi thừa một tí. Và anh em mình thì đã thưởng thức xong món bảo ngư nướng bơ hành rồi các bạn ạ. Anh em thử phát biểu một câu gì đấy để đánh giá về cái con bảo ngư này xem nào. Phải nói là quá ngon, tiếc quá hết rồi. Hơi ít. Không thì quánh tiếp với em nha. Ý đứa anh ấy mua tầm 10-15 cân cho anh em ăn xóa đi. Quánh nhận chả thế nào. Ngon. Lúc đứa gì ăn thì con thứ 5 bây giờ mình cảm nhận được vị. Bây giờ là con gì mấy? Con 6.
nhưng mà không bỏ công nuôi hơn năm trời giấu giếm cho nó ăn, giờ được thành quả lại ăn quá sướng. Và để không làm mất thêm thời gian của các bạn nữa thì có lẽ là anh mình sẽ dừng clip này luôn ở đây, bởi vì bây giờ hết báo ngư để ăn rồi các bạn ạ. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cuối clip này của anh mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.